Xích anh chị xíu mình nè. Lâu lắm rồi đi lại đúng không? Dạ, một tháng. Một tháng à? Xích mình qua trái thì xíu nè, qua trái, qua trái, qua trái. Phương vô đi, Phương vô đi. Bây nó ai qua nhiều hơn Phương? Chị Yên có ngồi nặng không?
Mm-hmm.